mới nhất, diễn viên Mai Phương bị dịch tràn màng phổi, bắt đầu truyền thuốc theo phác đồ. Vào chiều ngày 20 tháng 8, trao đổi với phóng viên, mẹ Mai Phương cho biết nữ diễn viên bắt đầu vào quá trình điều trị. Hiện Mai Phương đang được truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể khá đau đớn vì ảnh hưởng của thuốc. Con tôi vẫn tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày tới, bà nói. Hiện diễn viên Mai Phương bị tràn dịch màng phổi. Gia đình cho biết các bác sĩ chưa chỉ định mổ gấp, vẫn tiếp tục theo dõi trong 10 ngày theo phác đồ điều trị. Về việc các nghệ sĩ và khán giả chung tay quyên góp để hỗ trợ Mai Phương, mẹ cô nói, vì diễn biến bệnh của Phương quá nhanh nên gia đình tôi vẫn đang sốc. Gia đình rất cảm ơn tấm lòng của đồng nghiệp và khán giả dành cho Phương. Bà cũng cho hay vì gia đình đang bận rộn việc chăm sóc Mai Phương nên nhờ bạn thân Ốc Thanh Vân nhận tấm lòng quyên góp của người hâm mộ. Ngày 19 tháng 8, Ốc Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng bệnh tình của diễn viên Mai Phương. Cô cũng tiết lộ trong thời gian tới sẽ đón bé La Vi, con gái Mai Phương về sống cùng với gia đình mình và cho bé đi học để nữ diễn viên an tâm chữa bệnh. Mẹ của Mai Phương cũng xác nhận thông tin này. Bà tiết lộ, Ốc Thanh Vân là bạn thân của Phương nên gia đình rất tin tưởng. Hiện bé La Vi không sống cùng chúng tôi mà được gửi sang nhà người quen. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng La Vi rất tự lập, biết cách bảo vệ mình, không tiếp xúc với người lạ. Vì vậy tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối được lan truyền trên mạng xã hội từ tối ngày 18 tháng 8. Theo chia sẻ từ gia đình, Mai Phương bắt đầu đi khám bệnh từ 3 tuần trước khi có triệu chứng ho kéo dài. Ban đầu cô được chẩn đoán bị lao hô hấp. Cách đây 4 ngày, bác sĩ bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh chỉ định nữ diễn viên nhập viện cấp cứu. Mai Phương là diễn viên có thực lực trên sân khấu kịch và truyền hình. Cô để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Sống Đời, Một Ngày Không Có Em. Cô trở thành mẹ đơn thân sau khi chia tay diễn viên Phùng Ngọc Huy. Vì điều kiện kinh tế không tốt, Mai Phương rất chăm chỉ đóng phim, tham gia game show, dẫn chương trình để lo cho con gái. Biết tin cô mắc bạo bệnh, nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi quyên góp giúp cô chữa bệnh. Hiện đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đang kêu gọi các mạnh thường quân hay tổ chức đêm nhạc hỗ trợ kinh phí cho Mai Phương chữa bệnh. Đang điều trị bệnh nặng, Mai Phương bất ngờ đón nhận thêm cú sốc khiến tinh thần thêm suy sụp. Vào tối ngày 18 tháng 8, trên một diễn đàn nổi tiếng chuyên bàn chuyện showbiz, bất ngờ chia sẻ thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo những gì đăng tải, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show, đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh đều lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Tin Mai Phương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối lan truyền, người hâm mộ và các mạnh thường quân cũng như bạn bè nữ diễn viên có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Theo ghi nhận, phòng bệnh nơi nữ diễn viên đang nằm được dán kính để không nhìn thấy bên trong. Lý do vì gia đình muốn cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và không làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân xung quanh. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Mai Phương, các bác sĩ và y tá của bệnh viện 175 đều từ chối trả lời và yêu cầu những người không phận sự ra ngoài. Mới đây chia sẻ trên báo chí, gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc những thông tin bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô lúc này. Được biết, bà mẹ một con phát hiện mắc bệnh cách đây 2 tuần. Cô đang trong giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư phổi, chứ không phải là giai đoạn cuối như tin đồn trước đó. Vào tối ngày 18 tháng 8, Mai Phương nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc, hiện trạng của cô đã ổn định phần nào. Người thân của nữ diễn viên cũng cho biết gia đình không muốn tiết lộ việc con gái mắc bệnh vì muốn Mai Phương giữ vững tinh thần cũng như lạc quan tư tưởng để chữa bệnh và lo cho con bé La Vi, con gái cô. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao Những Thiên Thần Áo Trắng sẽ được MC Ốc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc và thiếu chính xác. Cách đó không lâu, trên trang cá nhân MC Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã bị bệnh từ lâu nhưng bây giờ mới phát vì cô lao lực dẫn đến kiệt sức. Dù đối mặt với bệnh tật, những lúc này nữ MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối mặt. Ngay lúc này bố mẹ đang lo cho Phương, em cũng rất lạc quan và mạnh mẽ. Xin chia sẻ để tránh những thông tin sai lệch. Mai Phương vẫn đang ổn, em vẫn kiên cường và quyết tâm điều trị. Nhưng như mọi người cũng biết, ung thư phổi diễn biến rất nhanh và khó lường trước. Bác sĩ cũng đã vạch ra phác đồ điều trị cho em.
Thời gian qua, Phương cũng phải chạy ngược chạy xuôi để hoàn tất các xét nghiệm. Nay chính thức bước vào quá trình điều trị và sẽ có lúc phải cách ly. Cuộc sống của Mai Phương đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bố mẹ bỏ việc để chăm em, con gái phải gửi người quen chăm sóc. Bé không được đến trường hơn một tháng qua. Chính thức Mai Phương cũng phải gác lại công việc để chuyên tâm điều trị. Cuộc chiến này rất dài và rất khó. Chắc chắn chị Ốc sẽ bên em như chị vẫn từng. Cùng em vượt qua giai đoạn thử thách này, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Đây là sự thật đau xé tim về phản ứng của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ khi hay tin Mai Phương bị ung thư phổi. Thái độ của nam ca sĩ khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người đang chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn trong hai ngày qua. Theo một số nguồn tin, Phùng Ngọc Huy vì một số vấn đề về giấy tờ nên chưa thể về nước trong những ngày này. Vào tối ngày 18 tháng 8, khán giả khắp nơi như bàng hoàng và đã không ít người rơi nước mắt trước thông tin nữ diễn viên từng chiếm sóng trên các kênh truyền hình, Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi rất nặng. Hiện tại, cô đã nhập viện được khoảng một tuần và đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trước sự việc này, đã không ít khán giả bức xúc, nhắc lại chuyện cũ giữa nữ diễn viên và cha của con gái. Không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Con gái có tên thân mật là La Vi, tên đầy đủ Phùng Ngọc Thiên Như. Cộng đồng mạng đã dùng rất nhiều từ ngữ dữ dội để trách móc người đàn ông này. Họ cho rằng anh là người vô tình, phũ phàng và thiếu trách nhiệm với con gái. Hay ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng, Phùng Ngọc Huy cũng không bên cạnh mẹ của con gái mình. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Sau khi chính thức đường ai nấy đi, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương vẫn là bạn bè với nhau. Thậm chí theo lời chia sẻ của ca sĩ hải ngoại Đăng Kim, anh còn suy sụp tinh thần khi hay tin này. Mỗi ngày anh đều hỏi thăm người yêu cũ thông qua tin nhắn. Đôi khi mệt quá, cô sẽ nhờ người nhà hồi âm lại cho anh. Ngoài ra, Mai Phương cũng khuyên ba của bé La Vi đừng buồn nhiều vì những lời trách móc ngoài kia. Dẫu vậy, ở giai đoạn này thì sức khỏe của nữ diễn viên mới là điều quan trọng nhất. Ai cũng mong muốn cô sẽ điều trị thành công và chóng khỏe để lo cho con gái rất nhỏ. Rất nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ khắp nơi đã quyên góp tiền vào tài khoản để có thể hỗ trợ Mai Phương chi trả viện phí. Không chỉ ung thư phổi, diễn viên Mai Phương còn phải chống chọi với biến chứng đau đớn này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, sức khỏe nữ diễn viên đang rất yếu. Bác sĩ chỉ định cô phải điều trị chứng mục xương, sau đó mới cách chữa trị ung thư phù hợp. Vào tối ngày 18 tháng 8, thông tin Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến giới showbiz, khán giả bàng hoàng. Diễn viên Thiên Thần Áo Trắng hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Phía gia đình Mai Phương cho hay, cô phát hiện bệnh ung thư phổi cách đây 3 tuần sau khi đi khám vì triệu chứng ho kéo dài, sức khỏe giảm sút. Trước tình trạng bệnh tình xấu của Mai Phương, các nghệ sĩ Việt như Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân đã kêu gọi mọi người chung tay giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên sẽ tổ chức đêm nhạc vào cuối tháng 8 nhằm hỗ trợ đồng nghiệp. Ở bên cạnh chăm sóc Mai Phương trong bệnh viện, hiện là mẹ cô và một người bạn thân. Đến thăm nữ diễn viên vào sáng ngày 19 tháng 8, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm xúc động. Anh cho biết, sức khỏe của Mai Phương yếu lắm, đau nhức khắp người. Bác sĩ không cho cô ấy đi lại, chỉ nằm nghỉ và truyền thuốc mỗi ngày. Phương là cô gái tận tâm với nghề, có khả năng mà sao cuộc đời tàn nhẫn với em ấy quá. Nhạc sĩ nhật ký của mẹ cho biết thêm, Mai Phương đang đối diện với chứng mục xương. Đây cũng là một trong những biến chứng của ung thư phổi giai đoạn cuối. Phác đồ điều trị của bác sĩ bây giờ là bảo toàn và chữa trị xương cho Mai Phương. Sau đó, cô ấy đủ sức khỏe, bác sĩ mới có phác đồ điều trị thích hợp, nhạc sĩ xót xa nói. Nguyễn Văn Chung kể, vào thăm Mai Phương, anh đã chuẩn bị sẵn nhiều câu chuyện thần kỳ về những người ung thư chiến thắng bệnh tật để cổ động viên tinh thần cho cô. Tuy nhiên, đến trò chuyện và nhìn ánh mắt đầy quyết tâm, lạc quan của nữ diễn viên, anh cảm thấy câu chuyện mà mình định kể không còn cần thiết. Anh khẳng định, Mai Phương là cô gái mạnh mẽ, dũng cảm. Với bệnh tình của em, đau đớn như thế, về mọi trò chuyện với mọi người em vẫn giữ nụ cười tươi, ánh mắt sáng của em toát lên sự mạnh mẽ và quyết tâm. Nguyễn Văn Chung và Mai Phương đã có 10 năm làm việc chung. Các ca khúc của anh sáng tác cho Mai Phương được khán giả yêu thích như Tiếng Dương Cầm Trong Đêm, Không Còn Nước Mắt. Mới đây, anh mời cô thu âm ca khúc Ngủ Đi Con. Vào năm 2006, anh dự định thành lập nhóm nhạc gồm Mai Phương, Nhã Phương và Miu. Sau đó kế hoạch bất thành vì mỗi cô gái có những dự định khác nhau. Trước đó, bạn thân của Mai Phương, diễn viên Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ tình trạng bệnh của cô trên trang cá nhân. Theo đó, Mai Phương bị ho nhiều, đau chân. Vì vậy, cô phải truyền thuốc chống hủy xương liên tục, nếu không sẽ bị gãy chân trong vòng 1-2 tuần tới. MC Đường Tới Danh Ca Vọng Cổ khẳng định sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên Mai Phương trong giai đoạn khó khăn. Cô dự định sẽ đưa con gái Mai Phương đến ở cùng với gia đình mình. Ngoài ra, Ốc Thanh Vân còn thuê người chuyên nấu ăn cho Mai Phương.
Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết, chị bối rối không biết làm thế nào khi nghe tin Mai Phương bị bệnh. Nữ diễn viên từng có thời gian dài gắn bó với kịch Phú Nhuận, nên bà bầu sân khấu coi cô như con gái. Vào viện thăm, Hồng Vân xót xa khi chứng kiến Mai Phương đối diện với những cơn đau xương mỗi ngày. Mỗi lần ho, cô cũng không dám ho mạnh vì sợ gãy xương. Đau nhất là thế còn vẫn tươi cười, kiên cường đối diện với bệnh tật, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.